Một quán cơm nằm ngay giữa rừng thông mang đậm chất Bắc Bộ dành cho ai đang tìm kiếm sự yên bình. Hello mọi người, lại là Bảo đây. Không có dốc nhiều. Dốc đây bình thường à. Bình thường à mọi người, không có gì sợ hết. Mình xin đính chính lại là cái đường đi vô đây rất là ghê. Tuy là đường không có dốc nhưng mà đường đá và đường đi khá gập ghềnh. Và mình đã tới quán rồi nè, ở đây có tên đó là Đào Liễu. Mình biết đến quán này là nhờ xem clip của chị Nay Nguyễn á. Với một đứa thích sự yên bình như tôi thì đây là một nơi hoàn toàn lý tưởng. Về không gian quán thì được thiết kế theo kiểu những cái ngôi nhà xưa với tông màu gỗ là tông chủ đạo. Và khi đến quán thì mọi người sẽ nghe được tiếng nhạc Bắc Bộ du dương. Và bên cạnh đó là từ những chiếc bàn, chiếc ghế, những cái vật dụng trang trí cũng rất là gần gũi với mọi người luôn. Mình rất là thích ăn cơm và đựng trong những cái chén sành giống vậy luôn nè. Khu vực bếp ở đây là dạng mở nên mình cũng có thể thấy được người ta nấu đồ ăn ở bên trong. Đi lên lầu thì bốn mặt ở đây đều là cửa kính, có view nhìn ra thẳng đồi thông, rất chi là chill luôn mọi người. Ở đây thì cũng có mấy cái người bạn cũng dễ thương lắm nha, rất là hiền và thân thiện. Menu món ở đây thì sẽ dao động từ 80 cho đến 100k một món. Mình sẽ không nói về cái chuyện mắc rẻ ở đây, vì mắc hay rẻ thì tùy theo nhu cầu kinh tế của mỗi người. Nhưng riêng mình khi mà đến đây ăn mình cảm thấy thoải mái, yên bình, bạn bè ngồi quay quần bên nhau ăn một cái mâm cơm mà nhìn ra đồi thông, cái cảm giác đó thì mình đó giờ chưa bao giờ được trải qua luôn á. Nên đó là lý do tại sao mình thích cái chỗ này. Ăn xong bữa cơm thì tụi mình đi về, mà trên đường về là trời nó mưa quá trời luôn. Đi Đà Lạt mà không coi ngày là nó như vậy á.